Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được cảm ơn bác sĩ Trọng Võ đã mua các tạp chí quốc phòng để tặng cho khách hàng của ông. Quý vị nào có nhu cầu về dược thảo, quý vị có thể liên lạc với bác sĩ Trọng Võ qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị 714 531 2020, 714 531 2020 hoặc vào trang web của bác sĩ Trọng Võ là tn dược thảo.com, dược thảo.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn bác sĩ Trọng Võ rất nhiều và bây giờ thì chúng ta như thường lệ bước qua phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. Đầu tiên hết là tổng thống của Brazil ông Lula da Silva và tổng thống của Ukraine sẽ gặp gỡ bên lề của hội nghị à của Liên Hợp quốc, dù lúc đang có căng thẳng. Tổng thống của Brazil là ông Lula da Silva à, sẽ gặp gỡ với tổng thống của Ukraine là ông Zelensky lần đầu tiên sau vài tháng có một cái à, tiến và lui trong vấn đề ngoại giao và trong đó có sự khác biệt trong cuộc chiến tại Nga à, ở Ukraine và đây là cuộc gặp gỡ được xem đợi được chờ đợi từ lâu sẽ diễn ra vào lúc ngày thứ tư 4 giờ chiều ở à, theo giờ của địa phương tức là à, bên lề của cái hội, hội đại hội đồng liên quốc tại new york theo tường trình văn phòng của ông lula đã cho biết gì trên và giới chức của ukraine cũng đã xác nhận cái à, cuộc gặp gỡ này tuy nhiên không cung cấp thêm chi tiết ông zelensky dự tính là sẽ tái nhắc lại nỗ lực của ông ta là khuyến cáo các quốc gia ở phía nam bán cầu là phải có hành động đứng lại chống lại nga ở trong cái việc mà xâm lăng Ukraine. Tuy nhiên tổng thống của Brazil vẫn tiếp cận với lại phía của nga và lẫn phía của Ukraine và chúng tôi đang lắng nghe những gì ông Zelensky nói và chúng tôi không thể biết được là ông Lula sẽ nói gì. Đó là lời phát biểu của Celso Amorim được xem là một trong những phát ngôn viên của ông Lula da Silva ở tại New York vào ngày thứ hai cuộc gặp gỡ này sẽ nhấn mạnh đến cái phiên họp của Đại hội đồng Liên quốc trong thời gian gần đây đặc biệt là sự bất đồng giữa các cái thế giới, các quốc quốc gia và lãnh đạo chính trị trong vấn đề cuộc chiến tại Ukraine kể từ khi lên nhận chức vào tháng Giêng thì ông Lula đã chọn một vị trí quốc gia được xem là neutral, tức là trung gian ở giữa ở cuộc chiến này và dường như không có lên án ngại Nga trong cuộc chiến tại Ukraine cũng như là sẵn sàng tuyên bố hỗ trợ cho Ukraine. Đây được xem là một trong những cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của ông Lula da Silva và ông Zelensky ở bên lề của Đại hội đồng Liên quốc diễn ra bắt đầu từ ngày mai. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay thì à, thủ tướng của Canada lên tiếng cáo buộc là chính quyền Ấn Độ đứng sau cái âm mưu sát hại một nhà lãnh đạo siêu của nhóm ly khai ở tại Ấn Độ thủ tướng Canada là ông Justin Trudeau cho biết đã có những cái tin tức cáo buộc tình báo tín dụng là chính quyền của Ấn Độ đứng phía sau việc sát hại một nhà đối lập và một lãnh đạo đối lập siêu à, Sikh ở tại Canada và trong đó thì à, bản tin mới nhất cho biết thì ông này đã bị à, mà, bị thiệt mạng vào tháng 6 ở bên ngoài ngôi đền ở Surrey ở ta à, gọi là British Columbia trong đó gia tăng căng thẳng giữa nhóm người Sikh ly khai và chính quyền của Ấn Độ và ông này có tên là Sai Nisha và Sai Nisha cái chết của ông ta đã dẫn tới cuộc biểu tình và ủng hộ cho phong trào ly khai trong đó cáo buộc chính quyền Ấn Độ đứng phía sau cuộc sát hại này và Canada đã tuyên bố là có một cái lo ngại rất lớn về các tin tức tình báo an ninh và và tình báo của chúng tôi về và hành động của chính quyền Ấn Độ. Ông Trudeau đã lên tiếng phát biểu trước cái hạ viện của Canada và vị thủ tướng này nói rằng ông rất lo ngại về mặt cá nhân cũng như trực tiếp và đã ông đã đề ra cái câu chuyện này với lại thủ tướng Ấn Độ ông Modi ở trong cái bên lề của hội nghị c 20 vào tuần trước ở New Delhi là không thể có gì chối cãi ta tôi có thể nói rằng là việc mà sát hại một công dân của Canada ngay trên lãnh thổ của Canada là vi phạm vào chủ quyền của chúng tôi. Ông Trudeau cho biết như trên. Trong khi đó thì ngoại trưởng của Canada là bà Melanie Jolie lên tiếng cho biết bà dự tính sẽ có cuộc nói chuyện với lại cơ quan tình báo quán ng độ ở tại Canada từ quốc gia này. Trong khi đó thì <laughs> cái quỹ ban đặc trách về ấn độ ở ottawa à, được xem là một trong những cái à, có tương đồng với tòa đại sứ đã không lên tiếng cho biết điều này ông trudeau đã đưa ra lời phát biểu như trên sau khi có áp lực từ phía của đảng bảo thủ ở canada cho rằng là chính à, chính quyền ấn độ có thể đứng phía sau vụ sát hại của nhà lãnh đạo nhóm người sikh đây là một cái à, bộ tộc riêng biệt và họ đang muốn có phong trào ly khai tại ấn độ và nhà lãnh đạo này đã sống lưu vong tại canada và à, nhập quốc tịch của canada đây được xem là một trong những cái à, bài lên tiếng chính thức của ông Trudeau sau khi bị áp lực bởi giới bảo thủ đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, tổng thống Iran đã bác bỏ việc gửi drone và những vũ khí khác cho Nga và mô tả rằng Hoa Kỳ đang tìm cách gọi là gây nhiễu thông tin. Bản tin từ New York cho biết, Tổng thống của Iran trong ngày thứ hai đã bác bỏ rằng quốc gia của ông ta đã gửi drone cho Nga sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine, kể cả phía Hoa Kỳ cáo buộc là Iran không nên cung cấp bất kỳ một vũ khí nào để giúp cho Iran à, cho Nga xây dựng bất kỳ một công xưởng nào sản xuất về drone chúng tôi chống lại tật cuộc chiến của ukraine ông ebrahim raisi đã lên tiếng phát biểu khi mà gặp với các giám đốc của các cơ quan truyền thông bên lề của cái đại hội đồng thế giới ở tại new york và nhà lãnh đạo của iran lên tiếng phát biểu vài giờ đồng hồ sau khi có ít nhất là 5 công dân của hoa kỳ đã được trả tự do và được đến cái khu vực tạm giam ở tại qatar và nơi đây họ đã được trả tự do sau khi có thỏa thuận với ông joe biden trong đó sẽ tháo khoáng khoảng 6 tỷ Mỹ Kim đã bị đóng băng trong cái tài khoản của Iran tại Nam Hàn. Và được biết là một người cứng rắn, ông Raisi cho biết là ông sẵn sàng có những cái chính sách đối ngoại cứng rắn hơn và lên tiếng nói rằng việc hợp tác sản xuất tròn giữa Nga và của Iran không có liên quan gì tới Hoa Kỳ. Trong khi đó thì phía Hoa Kỳ lên tiếng và cảnh báo rằng Iran không nên giúp cho Nga chế tạo các cái tròn và Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu cho biết họ đã nhìn thấy hàng loạt các cái tròn của iran đã được sử dụng trong cuộc chiến tại ukraine phía iran nói rằng những cái tròn này đã được cung cấp cho nga trước khi cuộc chiến bùng nổ và ông rishi lên tiếng và nói rằng ông không đồng ý bất kỳ một hành động nào can dự vào mối quan hệ đối tác giữa nga và của iran đây được xem là một trong những lời lên tiếng khá mạnh mẽ của ông tổng thống iran sau khi mà ông ta có mặt tại new york để tham gia vào cái phiên họp của đại hội đồng liên hiệp quốc bên cạnh đó thì à, phía của à, hoa kỳ cho biết là họ đang lưu ý về việc mà iran đang giúp cho nga mở ra những công xưởng chế tạo tròn và trong đó nga có thể tăng cường thêm sức mạnh quân sự và đặc biệt là sử dụng những cái trò này cho cuộc chiến tại ukraine đây được xem là một trong những cái à, tin mới nhất liên quan tới tình hình của mối quan hệ của nga và của iran cũng như là lời phát biểu của tổng thống iran là ông Raisi đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình vùng bắc mỹ ngày hôm nay trên 2.200 di dân bất hợp pháp đã à, có mặt ở tại khu vực biên giới và gây ra một cái cuộc trao đảo đó là bản tin mới nhất là liên quan tới tình hình của biên giới đài truyền hình Fox cho biết là họ đã có một toán dùng drone đã quay và thu hình được ít nhất là 2.200 di dân bất hợp pháp đã tới khu vực Eagle Pass ở Texas trong một đêm và gần như đây là cú cái chuyện băng ngang lớn nhất trong vòng 2 năm qua. Các lực lượng tuần tra biên giới cho biết là trên 2.200 người đã băng ngang qua giữa đêm hôm qua nguồn tin này cung cấp cùng với, cộng với lại những cái đoạn video mà toán tron của đài truyền hình Fox đã thu được từ ở khu vực biên giới cho thấy là rất nhiều những di dân bất hợp pháp đã ngăn băng băng ngang qua biên giới mặc dù rằng cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ đã liên tục thông báo là dưới luật lệ của Hoa Kỳ là không phải công dân Hoa Kỳ mà tới biên giới thì sẽ không được ở lại Hoa Kỳ à, luật tị nạn không cho phép chấp nhận những quyền những lý do về kinh tế hay là có những cái hành động bạo động ở quốc gia đó đây là lời tuyên bố của phía uh, cơ quan hải quan uh, quan thuế và tuần tra biên giới tuy nhiên <laughs> những người lãnh nạn bất kể những thông báo này họ vẫn tiếp tục xông vào lãnh thổ hoa kỳ tiếp theo việc mà chính quyền của Joe Biden đã kết thúc cái thai thầu 42, một sắc lệnh hành pháp mà cựu tổng thống Trump đã ban hành trước đây, buộc những người tị nạn phải ở lại biên giới của Mexico để duyệt xét từng hồ sơ một. Đây được xem là một trong những cái đoạn video mà đài truyền hình Fox đã đưa ra cho thấy rõ ràng là những người tị nạn này đã được kích động từ ở quốc gia của họ về việc tái định cư tại Hoa Kỳ và liên tục họ trả tiền cho những tay buôn người để có thể được đưa tới biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của vùng Bắc Mỹ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, tổng giám đốc công ty Stavron cho biết là ông nhìn thấy giá dầu thô sẽ tăng hơn 100 mỹ kim. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Mike White là một trong những tổng giám đốc điều hành của công ty Chevron cho biết là việc mà giá dầu thô gần bằng 100 Mỹ Kim là mức mà chúng ta đã thấy được và ông được xem là lãnh đạo của công ty năng lượng đứng hàng thứ hai tại Hoa Kỳ trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài truyền hình Bloomberg. À, trong đó chúng ta thấy rõ là tình trạng giá dầu thô sẽ tiến tới gần 100 Mỹ Kim và có thể vượt qua con số này cho một thùng dầu thô các nhà sản xuất ở tại Saudi Arabia và Nga đã gia tăng việc cắt giảm cái lần thứ tư ở trong cái tam cá nguyệt cuối cùng của năm 2023 và khiến cho giá dầu thô đã lên tới mức cao nhất ở năm 2023 và trong đó cho thấy là OPEC sẽ tiếp tục cắt giảm trữ lượng dầu thô của họ và ông Quay lên tiếng cho biết ông đã nhìn thấy giá dầu thô cao ở tại Hoa Kỳ và nền kinh tế trên toàn cầu tuy nhiên ông nói rằng nó vẫn chưa tới mức nguy hiểm và có điều là nó sẽ diễn ra trong thời gian tới chúng ta vẫn chưa biết. Hiện nay giá dầu thô đã tăng 47 sen từ là à, à, 94 đồng 40 sen cho một thùng dầu thô tính cho tới ngày thứ hai và giá dầu thô Texas hiện nay cũng gia tăng 79 sen ở mức là 91 đồng 56 sen cho một thùng dầu thô. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay kẻ đã có cuộc tấn công sát hại một cảnh sát ở tại los angeles theo kiểu hành quyết đã bị bắt giữ đó là bản tin mới nhất một nghi can đã bị bắt giữ trong vụ mà bắn thiệt mạng một cảnh sát của sở cảnh sát los angeles là ryan Trummer theo tường trình của giới chức đưa ra ngày thứ hai Nguồn tin nói với đài truyền hình Fox News là nghi can này được xác nhận bởi Sở Cảnh sát Los Angeles là 29 tuổi có tên là Kevin Salazar đã tìm cách gọi là khóa cửa ở trong nhà trước và đối đầu với cảnh sát trước khi mà anh ta đã đưa ra tay cái hành động đầu hàng và vị cảnh sát tên là Clint Kuhn Krummer đã bị bắn vào hôm thứ Bảy ngày 16 tây trong lúc mà ông đang tuần tra ở tại khu vực Palmdale và nghi can đã bắn chết ông ta cộng đồng vẫn tưởng nhiệm tới uh, cái người uh, cảnh sát này và chúng tôi đã huy động tất cả lực lượng thanh tra và cảnh sát trên toàn thành phố để truy lùng. Sở cảnh sát cho biết họ đã nhận được một cái uh, nguồn tin và tới vây chặt nhà của nghi can. Trong đó thì uh, nghi can 29 tuổi này được biết là uh, đã, đã được thông báo sau khi mà có những cái màn hình video thu lại được chiếc xe này uh, mà ghi can lái là chiếc Toyota Corolla. Cái đời từ khoảng 2006 cho tới 2012 sau cuộc tấn công và chiếc đó sau này đã được phát hiện với hàng loạt các loại vũ khí giấu trong xe. Theo lời của cảnh sát ở tại Los Angeles cho biết trước khi mà à, bắt giữ nghi can và mở cuộc điều tra, tôi có thể nói rằng đây là một vụ sát hại gọi là khủng khiếp nhất ở thành phố Los Angeles vì cảnh sát này đã bị bắn thiệt mạng trong cái à, tư thế bị bắn giống như là bị hành quyết và đây là một cái trò rất là giả mang và ông vẫn chưa cho biết là nghi can này lý do tại sao mà có sự thù hận với cảnh sát và đang trong vòng điều tra và chưa đưa thêm những tin tức gì mới thành phố Los Angeles là nơi được xem là đã kích động một cái phong trào giết hại cảnh sát trong thời gian vừa qua đã có nhiều cảnh sát bị đe dọa tánh mạng bởi những thành phần băng đảng đường phố và những thành phần được xem là mafia ở tại Los Angeles đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay Hạ viện các thành viên của Đảng Hòa đã bắt đầu đưa ra một cái dự luật trong đó ngăn chặn cái tình trạng mà ông Joe Biden bắt và giữ bắt và giữ ở tại khu vực biên giới. Các thành viên của Đảng Hòa tại Hạ viện đã đưa ra và điều chỉnh một cái ngôn ngữ trong dự luật mà họ thông qua hồi tháng 5 trong đó là sẽ ngưng tất cả các uh, cái khoảng cách về ngân sách trong đó chấm dứt cái chương trình mà họ gọi ông cho bên là bắt rồi thả ở cái chính sách tại biên giới và trong đó thì uh, bao gồm luôn cả một cái nghị quyết tạm thời tức là một cái continue resolution trong đó sẽ tạm thời cung cấp nguồn ngân quỹ cho chính phủ hoạt động từ đây cho tới tháng tới uh, để có thể uh, thảo luận trong cái ngân sách của tài khoá năm tới năm 2024 giữa lúc mà đảng dân chủ nắm quyền ở thượng viện và đảng cộng hòa nắm quyền ở hạ hiện nay thì à, sau khi mà thông qua cái cr cr tức là continuous resolution là cái giải pháp tạm thời và thượng viện cũng như tòa bạch ốc cần phải quyết định là quý vị muốn chính phủ sẽ bị đóng cửa hay là giải quyết cơn khủng hoảng biên giới và ngân sách của chính phủ trong đó à, tiếp tục duy trì cho chính phủ được mở ra đó là lời phát biểu của à, hotman được xem là tổng giám đốc của cái à, cơ quan đặc trách về à, Uh, di trú của quốc gia đã nói với đài truyền hình Prepa như trên, tức là cơ quan này tên gọi là NICE, tức là National Immigration Center for Export Fund. Và trong đó thì ông nói rằng đây được xem là một trong những quyết định của phía đảng Dân Chủ. Uh, trong đó thì cái chương trình mà bắt và giả này, đã bắt và thả này đã cho phép ít nhất là 60.000 di dân bất hợp pháp vào lãnh thổ của Hoa Kỳ mỗi một tháng. Và cơ quan <laughs> an ninh nội địa là DSS cho biết họ đã mất liên lạc với lại 177.000 di dân bất hợp pháp bởi vì <laughs> những di dân bất hợp pháp này đã cho địa chỉ giả và đôi lúc họ luôn cho luôn tất cả những cái thông tin giả liên quan tới họ và không thể kiểm tra được họ đây được xem là một trong những cái uh, luật dự luật mà đảng cộng hòa đã thông qua uh, vốn đã thông qua từ tháng 5 nhưng mà họ điều chỉnh lại ngôn ngữ để thông qua trên sàn của hạ viện ngày hôm nay đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay các thành viên của đảng Hòa có vẻ như ủng hộ cho ông Mark Gaet là dân biểu của liên bang ở Florida có thể ra tranh cử chức thống đốc tiểu bang Florida vào năm 2026 hầu hết dường như là đảng Cộng Hòa ở tại Florida, đặc biệt là họ không bác bỏ việc mà ông Mark Gates sẽ thay thế cho ông Ron DeSantis trong vai trò thống đốc trong cuộc bầu cử năm 2026, theo tường trình của đài NBC cho biết. Và ông này được xem là đã được hậu thuẫn bởi cựu tổng thống Donald Trump tiếp theo sau khi mà ông ta đã, ông Ron DeSantis đã chiến thắng cái ghế và thống đốc từ năm 2018 và tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai của năm 2022 và ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ của ông vào năm 2026 ông ta sẽ đi hết 100% đó là lời phát biểu của một thành viên đảng cộng hòa ở tại Florida đã nói với đài truyền hình NBC tôi nghĩ rằng ông Gaetz là ứng cử viên hàng đầu và tôi nghĩ rằng ông ta sẽ thắng bởi vì ông ta đạt được sự hỗ trợ của ông Trump và ủng hộ trong trong cuộc bầu cử sơ bộ và theo báo cáo cho biết thì ông Gaetz được xem là người đã có một cái mức ủng hộ khá cao tại Frida. Trong đó thì ông đã đưa ra những chính sách cứng rắn và ủng hộ cho quan điểm của ông Trump và gần như là tập trung vào cái uh, việc mà ủng hộ cho ông Trump tái tranh cử lại trở lại và ông Gates nói với đài truyền hình NBC là hiện nay uh, cái chức mà thống đốc này tôi chưa kỹ tới uh, mặc dù chưa tới năm 2026 và hiện nay cái vấn đề chính trị của tôi làm làm cách nào để đưa Trump trở lại tòa bà đốc năm 2024. Đây được xem là một trong những lời phát biểu mới nhất của ông Mark Gates đưa ra. Trong khi đó thì một người khác cũng có thể là một đồng minh của cựu tổng thống trump lại là một người da đen cũng có thể là một tiềm năng cạnh tranh đó là dân biểu Byron donald được xem là một trong những dân biểu khá cứng rắn và ông là một người gốc da đen trong đó ông cũng có thể là một đối thủ khá gồm cho ông marquez đây được xem là một trong những cái bản mới nhất từ florida cho thấy là tiểu bang florida có vẻ như giờ giờ đây tiểu bang này đã chính thức biến thành màu đỏ đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một cuộc thăm dò mới nhất của Viện Ramosen đưa ra cho thấy 38% tin rằng sẽ có đảng thứ ba ra tranh cử nếu như mà ông Trump và ông Biden tái đấu. Ít nhất là một phần ba cử tri nói rằng họ sẽ có thể bỏ phiếu cho đảng thứ ba nếu như mà cuộc bầu cử năm 2024 quay trở lại sự lựa chọn của năm 2020 là cuộc tái đấu giữa Joe Biden và ông Trump một cuộc thăm dò mới cho thấy cuộc thăm dò được thực hiện bởi viện Rasmussen nói rằng 38% họ có thể bỏ phiếu cho một ứng cử viên đảng thứ ba nếu cuộc tái tái đấu này quay trở lại và cuộc thăm dò thấy 43% cử tri sẽ à, đưa phiếu cho Jordan, 42% bỏ phiếu cho ông Trump và phần còn lại họ nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên thứ ba và trong đây thì kể cả việc mà ông Biden và ông Trump tái đấu và nếu như mà có sự hiện diện của một ứng cử viên thứ ba là thì 38% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho người thứ ba. 56% nói rằng dường như họ sẽ bỏ phiếu à, cho một đảng thứ ba và, và, lựa chọn lựa thứ ba. Trong tháng 6 thì Ramosen cho biết ông Trump dẫn trước 45% à, phần trăm so với ông Biden là 39%. Và cuộc thăm dò này cho thấy những cử tri, những người ủng hộ cho ông à, Biden à, có thể sẽ tái đấu với ông Trump 36%. Và cho thấy rằng phần còn lại là họ sẽ bỏ phiếu khoảng 20, à, khoảng, 2 khoảng 28% sẽ phê vào trong 42 cử tri của Đảng Dân Chủ, 35% cử tri của Đảng Cộng Hòa và 37% các cử tri vẫn chưa chọn ai. Nói rằng họ có thể sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên thứ ba nếu đây thật sự là cuộc tái đấu của ông Trump và Biden. Cuộc thăm dò này đã được thực hiện bởi 979 cử tri đã ghi danh từ ngày 11 tới ngày 13 tây tháng 9 với mức sai biệt là cộng trừ 3, 3%. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, luật sư của sở thuế lên tiếng và nói rằng đơn kiện của Hunter Biden nhắm vào hai whistleblower của sở thuế, mục đích là bôi nhọ, hù dọa và khiến cho những người khác không ra điều trần. Luật sư đại diện cho sở thuế IRS và whistleblower của sở thuế đã lên tiếng và nói rằng việc mà Hunter Ben tìm cách gọi là gặp nộp đơn kiện với lại các nhân viên sở thuế về tội tiết lộ các thông tin cá nhân của ông ta trong cuộc điều trần trên Hạ viện về hồ sơ thuế là một hành động bôi nhọ và tìm cách gây sợ hãi cho những nhân viên khác của sở thuế không dám ra điều trần trước đó thì à, luật sư của Hunter Biden trong ngày thứ hai đã đệ trình một đơn kiện nhắm vào các nhân viên của sở thuế đã ra điều trần trước hạ viện trong đó họ kiện rằng à, đòi hỏi tới 1.000 Mỹ kim tiền thiệt hại cho những cái à, tài liệu mà họ nói rằng là mỗi một trang tài liệu không được cho phép khi mà à, báo cáo về hồ sơ thuế của Hunter Biden và Mark Leptol được xem là luật sư đại diện cho Whistleblower là Gary Shapley, người đã ra điều trần trước Quốc hội và về việc tình trạng điều tra hồ sơ thuế của Hunter Biden, nói rằng đây là hành động bôi nhọ và đồng thời đây là hành động gây sợ hãi cho những nhân viên khác của Sở thuế không dám ra đứng điều trần ở trên hạ viện và đây là hành động đi trước để ngăn chặn tình trạng mà phía hạ viện chuẩn bị cái tiến trình đàn hạch với lại ông Joe Biden và trong đó có thể là họ sẽ tống trác mời hoặc là sẽ tống trác đòi hỏi thêm những cái hồ sơ thuế của Hunter Biden từ sở thuế. Do đó thì đây là cái hành động đi trước để ngăn chặn chuyện này. Theo luật sư của sở thuế cho biết và họ nói rằng là phía sở thuế đã không e ngại và sẵn sàng đối đầu với đơn kiện của Hunter Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài truyền hình NBC nói tới rất nhiều vấn đề và trong đó khi mà sướng ngôn viên của đài NBC trong chương trình Meet the Press hỏi cựu tổng thống Trump là ông có đưa quân giúp cho Đài Loan để mà chống trả cuộc tấn công của Cộng sản Trung Quốc hay không thì cựu tổng thống Trump đã né một cách khéo léo rằng nói ông nói rằng tôi sẽ không nói Tôi sẽ không nói bởi vì tôi không muốn cho những kẻ ở xung quanh biết được cái Chiến lược của tôi và quý vị biết, có những kẻ rất là ngu xuẩn sử dụng cái chiến lược này và làm những chuyện điên khùng. Đó là lời phát biểu của ông Trump đã đưa ra và nhiều cơ quan truyền thông cho rằng đây là cái uh, lời giữ kính của ông Trump bởi vì ông không muốn Ron DeSantis uh, có thể đi theo cái phương pháp này của ông Trump. Trước đó thì ông Joe Biden đã nhiều lần khẳng định là ông ta có cái... Uh, hướng là sẽ đưa quân tới bảo vệ cho Đài Loan, mặc dù ông ta nói rằng ông ta vẫn tôn trọng chính sách One China Policy. Tuy nhiên, ông Trump thì không muốn tiết lộ bất kỳ một chuyện gì liên quan tới đảo quốc Đài Loan là có sử dụng lực lượng quân sự hay không và ông có xóa bỏ One China Policy hay không thì ông nói rằng ông không dạy gì tiết lộ cái chiến lược của ông cho phía bên ngoài biết, đặc biệt là những đối thủ đang cạnh tranh với ông. Đây được xem là lời lên tiếng mới nhất của cựu tổng thống Trump liên quan tới đảo quốc Đài Loan cách đây 7 năm khi ra tranh cử và chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 thì người đầu tiên mà ông Trump tiếp điện thoại vào giữa đêm lúc ông chiến thắng chính là nữ tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan. Khi bà gọi điện thoại chúc mừng và ông Trump đã tiếp duy nhất một cú điện thoại của bà trong đêm hôm đó. Ngoài ra, các lãnh đạo khác trên thế giới, ông đều từ chối. Do đó thì cũng vẫn không biết được là ông Trump sẽ có ý định như thế nào khi mà Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của tổng thống Trump và đảo quốc Đài Loan cùng một lượt trong ngày hôm nay thì à, giám đốc cơ quan FBI cho biết mặc dù lực lượng nhân viên tình báo đông hơn nhưng chủ yếu là chỉ bảo vệ cho cái à, an toàn của Hoa Kỳ so với những hoạt động gián điệp của Trung Quốc Hoa Kỳ đang đối diện với sự đe dọa ngày một căng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong vấn đề hoạt động gián điệp còn hơn cả thời Xô Viết trong thời chiến tranh lạnh theo tường trình của giám đốc cơ quan FBI là Christopher Ray và trong đó thì ông Ray lên tiếng nói với tờ New York Times trong cuộc phỏng vấn mới nhất được công bố vào ngày 17 tây tháng 9 vừa qua. Sự thật so sánh với nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc thì chúng ta có số lượng nhân viên làm việc đông hơn. Tuy nhiên, đa số họ là để bảo vệ cho người dân Hoa Kỳ ở tại quê nhà. Đó là lời phát biểu của ông Ray đưa ra. Trong lúc Trung Quốc thì ít nhân viên hơn nhưng họ tung nhân viên của họ ra hoạt động ở khắp nơi trên thế giới. Đây không phải là lần đầu tiên Ông Ray đã lên tiếng đưa ra vấn đề này vào tháng 4. Ông cũng đã nói chuyện với các nhà lập pháp ở Hạ viện về tình trạng mà hacker của Trung Quốc đã sử dụng cái cái cuộc tấn công và trong đó gần như là 50 chọi một theo tường trình của ông cho biết là phía hacker Trung Quốc gần như là lớn hơn lực lượng hacker của Trung Quốc lớn hơn của bất kỳ một quốc gia nào cộng lại và Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục tìm cách gọi là khởi khởi động một cuộc chiến và FBI đang nằm trong mặt trận tiền tuyến đối phó với các hoạt động gián điệp của nhà nước Cộng sản Trung Quốc và trong những tháng gần đây ít nhất đã có hai cá nhân bị bắt giữ và bị truy tố ở New York khi mà làm việc một cách bí mật cho cái cơ quan mật vụ Cộng sản Trung Quốc ở tại New York và hai binh sĩ hải quân cũng đã bị bắt giữ bị cáo buộc là bán những thông tin nhạy cảm về quân sự cho cơ quan tình báo của trung quốc họ dường như là làm tất cả mọi thứ để tấn công vào cái lãnh thổ của chúng ta trong khi lực lượng của chúng ta về tình báo đông hơn họ nhưng khổ một cái là chúng ta chỉ chủ trương bảo vệ cho những công dân ở ngay trên lãnh thổ của chúng ta và các đối tác khác họ hợp tác với ta chúng ta và cung cấp rất nhiều những tin tức tình báo cho chúng ta nhưng chúng ta không sử dụng để tấn công họ. Ngược lại, họ sử dụng cơ quan tình báo gần như là xâm nhập mỗi một ngày và gần như là mỗi một giờ. Đây được xem là một trong những cái lời báo cáo mới nhất của ông Christopher Ray đã đưa ra khi mà ông nhận lời phỏng vấn với tờ New York Times về tình trạng đe dọa của đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Cùng một lượt, một cựu lãnh đạo của cơ quan tình báo À, nội địa của Anh là MI5 lên tiếng cảnh cáo nghị viện Là sẽ có nguy hiểm trong những cái lỗ hổng về tiền quyên góp <laughs> Lỗ hổng ở trong cái hệ thống quyên góp bầu cử tại Anh <laughs> Và luật bầu cử tại Anh Có thể khiến cho nghị viện trở thành nguy hiểm hơn Và trở thành mục tiêu bị tấn công của cả Nga lẫn Trung Quốc Đó là lời nhận định của cựu lãnh đạo của cơ quan tình báo nội địa là MI5 MI5 là cơ quan tình báo đối nội Và MI6 là cơ quan tình báo đối ngoại Và trong đó thì... À, lo ivan tức là vị uh, lo tức là một cái chức mà nữ hoàng anh đã phong uh, tới từ uh, web đều đã nói rằng phía anh đã bị tổn thương rất nhiều bởi sự can can dự bởi tình báo của nước ngoài và họ đã thông qua các cái lỗ hổng về quyên góp bầu cử của các uh, chính trị gia và trong đó họ sử dụng các chính trị gia và áp lực các chính trị gia phải đưa ra những cái luật lệ có lợi cho nhà nước cộng sản trung quốc và kể cả nga chúng ta đã có rất nhiều hành động tuy nhiên với tình hình phức tạp là có một số những chính trị gia đắc cử và đã nhận tiền quyên góp của một số phần tử được xem là có khuynh hướng thân Bắc Kinh hoặc là thân nga đã tìm cách gọi là khuấy động và làm cho các chính trị gia trở nên khó xử hơn đây được xem là lời nhận định mới nhất của người đứng đầu cơ quan tình báo đối nội của Anh MI5 đã đưa ra và gần như là sử dụng cái nguồn tiền tươi tiền và tiền mặt rất là nhiều để mà đóng góp quỹ tranh tranh cử và nhiều lỗ hổng trong quỹ tranh cử chính trị của tại Anh và điều này có thể dẫn tới một cái tiềm năng nguy hiểm rất nhiều người làm việc trong hạ viện và trong nghị viện của anh cũng như là cái uh, quốc hội của anh đã bị ảnh hưởng bởi đồng tiền quyên góp của các cái người từ bên ngoài và những người này luôn ảnh hưởng tới chính sách của nước anh đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa, của Anh quốc và của Trung quốc ngày hôm nay và được xem là bản tin khá chú ý trong cái channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục xây dựng một cái căn cứ Space Force tức là lực lượng thiên binh, tức là lực lượng uh, binh sĩ vũ trụ của Hoa Kỳ trong một căn cứ mới ở tại Nhật Bản. Bản tin mới nhất cho biết, thì à, Hoa Kỳ và lực lượng Space Force, tức là lực lượng thiên minh của Hoa Kỳ đang chuẩn bị thành lập một cái trung tâm chỉ huy mới tại Nhật Bản và trong đó sẽ có cuộc chạy đua về không gian vũ trụ với Trung Quốc. Đó là một trong những cái bản báo cáo mới nhất theo tường trình của tờ báo à, có tên gọi là Star and Strip, một tờ báo về quân sự cho thấy là có rất nhiều những những cá nhân nằm ở trong cái lực lượng Space Force đã có mặt ở tại Nhật Bản và đang lắp đặt một cái quân sự tại đây và lực lượng Space Force à, chỉ huy của lực lượng của phía đặc trách về phía của Nam Hàn là tư lệnh có tên là Jack Tyler đã bác bỏ và không cho biết là căn cứ này sẽ được phát triển như thế nào và được à, hoạt động ra sao. Tuy nhiên thì việc này đã diễn ra trong vòng vài tháng khi lực lượng Space Force của Hoa Kỳ và lực lượng phòng không Nhật Bản à, tự vệ đã có những cái cuộc tiếp cận và trong đó họ sẽ sử dụng cái căn cứ gọi là Yokota AB ở phía tây của Tokyo vào tháng 7, trong đó gần như là là họ sẽ sử dụng cái căn cứ này để làm một cái uh trung tâm về không gian vũ trụ và chuyên về quân sự để đối phó với tình trạng Bắc Kinh đang sử dụng cái trạm không gian vũ trụ do PLA thực hiện ở tại quần ở đại đảo quốc Hải Nam, tất cả cái đảo Hải Nam và trong đó họ có rất nhiều những cái dự án tham pha gọi là thám hiểm không gian vũ trụ đặc biệt là ở mặt trăng và việc này sẽ dẫn tới một cái cuộc hợp tác chặt chẽ giữa Hoa Kỳ Nhật Bản và Nam Hàn trong đó thì lực lượng Space Force Hoa Kỳ sẽ là cái lực lượng tiên phong hỗ trợ cho cả Nhật Bản lẫn Nam Hàn để có thể có mặt ở trên không gian vũ nhằm đối phó với sự hiện diện của nga của trung quốc và kể cả của một số những à, quốc gia khác đang có tham vọng là sẽ có mặt ở trên không gian vũ trụ đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ và của trung quốc cũng như là sự hiện diện của hoa kỳ tại á châu và cuối cùng cũng liên quan tới trung quốc ngày hôm nay bắc kinh đã cho mời đại sứ của đức lên sau khi mà ngoại trưởng của đức gọi tập cận bình là một kẻ độc tài Bản tin mới nhất cho biết thì đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho mời đại sứ của Đức lên để mà chỉ trích việc mà ngoại trưởng của Đức là à bà Annalena Babock đã trong thời gian gần đây đã mô tả trên đài truyền hình của Hoa Kỳ Tập Cận Bình là một kẻ độc tài. Văn phòng Bộ Ngoại giao của Đức ở Berlin đã xác nhận trong ngày thứ hai là đại sứ của họ có tên là Patricia Flock đã được mời vào ngày Chủ nhật trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Fox News của Hoa Kỳ à, hôm 14 tây tháng 9 thì à, lúc mà bà Barbot đang có mặt tại Texas bà lên tiếng nói rằng cuộc chiến của nga tại Ukraine và nói về câu chuyện của Vladimir Putin bà nói rằng nếu Putin thắng trong cuộc chiến này thì là dấu hiệu cho thấy là có thêm một nhà độc tài trên thế giới trong đó gồm có Tập Cận Bình nhà chủ tịch của nhà nước cộng sản Trung Quốc và bà nói rằng Ukraine sẽ phải thắng trong cuộc chiến này và nền dân chủ và tự do phải chiến thắng đây là lời phát biểu của bà ngay sau lời phát biểu này thì phát ngôn viên bộ ngoại giao của trung quốc là mao ninh đã lên tiếng và nói rằng đây là một cái hành động xen vào và xúc phạm chính trị của trung quốc một cách rõ rệt và đây là mở ra một cái gọi là khiêu khích về chính trị đây được xem là một trong những cái lời lên tiếng của bà ba bóc ngoại trưởng của đức đã đưa ra sau khi bà có mặt tại texas và ngay lập tức thì đảng cộng sản trung quốc đã cho mời đại sứ của đức lên để gửi một cái thư phản đối về lời phát biểu của bà ngoại trưởng đức liên quan tới việc gọi tập cân bình là một kẻ độc tài và đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trả lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!